Chào các em, trước khi đi vào bài mới, cô sẽ kiểm tra lại bài cũ. Gồm có 3 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, nêu nguyên nhân phổ biến của tai nạn giao thông, trong đó nguyên nhân nào là phổ biến nhất? Câu hỏi tiếp theo, luật giao thông đường bộ quy định cho người đi bộ đi như thế nào? Câu thứ ba, luật an toàn giao thông đường bộ quy định người đi xe đạp đi như thế nào? Cái gọi chúng ta đã học nguyên nhân phổ biến của tai nạn giao thông và những quy định của pháp luật đối với người đi bộ đi xe đạp. Các em về nhà các em xem lại phần nội dung bài học tiết rồi. Bài tiết rồi chúng ta tìm hiểu nguyên nhân phổ biến của tai nạn giao thông, trong đó nguyên nhân nào là phổ biến nhất? Những quy định của pháp luật đối với người đi bộ, đi xe đạp, đối với trẻ em. Vậy để đảm bảo an toàn giao thông khi đi đường, chúng ta phải chấp hành hệ thống báo hiệu giao thông nào? Và tại sao chúng ta phải thực hiện trật tự an toàn giao thông? Để hiểu rõ, chúng ta vào bài học hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp chủ đề quyền và nghĩa vụ công dân về trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên, tiết 2. Bài 14, thực hiện trật tự an toàn giao thông. Trong chủ đề này, chúng ta sẽ tìm hiểu hai đơn vị kiến thức, đó là số 3, một số tín hiệu đèn giao thông và một số biển báo thông dụng trên đường. Thứ tư, ý nghĩa việc thực hiện trật tự an toàn giao thông. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu một số tín hiệu đèn giao thông và một số biển báo thông dụng trên đường. Để đảm bảo an toàn giao thông khi tham gia giao thông, chúng ta cần phải làm gì? Để đảm bảo an toàn tham gia giao thông, ta phải tuyệt đối chấp hành hệ thống báo hiệu giao thông gồm hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, tín hiệu đèn giao thông, biển báo hiệu, vạch kẻ đường, cọc tiêu hoặc tường bảo vệ, hàng rào chắn. Vậy, hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, tín hiệu đèn giao thông, biển báo hiệu, vạch kẻ đường, cọc tiêu hoặc tường bảo vệ, hàng rào chắn như thế nào, chúng ta tìm hiểu tiếp. Đây là hình ảnh hiệu lệnh của người điều khiển giao thông. Đây là chú cảnh sát đang điều khiển các phương tiện tham gia giao thông. Hai tay hoặc một tay giang ngang để báo hiệu cho người tham gia giao thông ở phía trước và ở phía sau người điều khiển giao thông phải dừng lại. Người tham gia giao thông ở phía bên phải và bên trái người điều khiển được đi. Vậy, tín hiệu đèn giao thông. Tín hiệu đèn giao thông thường chúng ta thấy có 3 loại tín hiệu đèn, đó đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng. Đèn xanh là được đi, đèn đỏ là cấm đi, đèn vàng là báo hiệu sự thay đổi tín hiệu. Là khi đèn vàng bật sáng, người điều khiển phương tiện phải cho xe dừng lại trước vạch dừng. Trừ trường hợp đã đi quá vạch dừng thì được đi tiếp. Tín hiệu vàng nhấp nháy thường các em thấy là không có đèn xanh, không có đèn đỏ, chỉ có đèn vàng nhấp nháy, đó là được đi nhưng cần chú ý. Chúng ta vừa tìm hiểu là hiệu lệnh người điều khiển giao thông, tín hiệu đèn. Bây giờ chúng ta tìm hiểu vạch kẻ đường. Vạch kẻ đường là vạch chỉ sự phân chia làn đường, vị trí và hướng đi, vị trí dừng lại. Sau đây là hình ảnh vạch kẻ đường. Các em thấy vạch kẻ đường màu trắng, đó là vạch kẻ đường. Rồi. Cọc tiêu hoặc tường bảo vệ được đặt ở mép các đoạn đường nguy hiểm để hướng dẫn cho người tham gia giao thông biết phạm vi an toàn của nền đường và hướng đi của đường. Sau đây là hình ảnh cọc tiêu hoặc tường bảo vệ. Đây là cọc tiêu. Tiếp theo, rào chắn. Rào chắn được đặt ở nơi đường bị thắt hẹp, đầu cầu, đầu cống, đầu đoạn đường cấm, đường cục không cho xe, người qua lại hoặc đặt ở những nơi cần điều khiển, kiểm soát sự đi lại. Sau đây là hình ảnh rào chắn. Chúng ta vừa tìm hiểu là hiệu lệnh người điều khiển giao thông, tín hiệu đèn, vạch kẻ đường, cọc tiêu và tường bảo vệ, hàng rào chắn. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung bài học số 3, một số tín hiệu đèn giao thông và các biển báo thông dụng. Chúng ta sẽ tìm hiểu tín hiệu đèn giao thông. Khi tham gia giao thông đường bộ, em thấy có những kiểu đèn tín hiệu giao thông nào? Khi tham gia giao thông,
Thường chúng ta thấy là có 3 kiểu tín hiệu đèn giao thông, đó là đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng. Ý nghĩa của đèn tín hiệu giao thông đó là đèn xanh là được đi, đèn đỏ là cấm đi, đèn vàng là dừng lại trước vạch dừng, trừ trường hợp đã đi quá vạch dừng thì được đi tiếp. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung bài học và các em ghi bài. Tín hiệu đèn giao thông, 3 loại tín hiệu đèn. Đèn đỏ là cấm đi, đèn vàng là dừng lại trước vạch dừng, trừ trường hợp đã đi quá vạch dừng thì được đi tiếp. Thường vạch dừng là dưới đèn cột đèn xanh, đèn đỏ có vạch màu trắng, đó là vạch dừng. Đèn xanh là được đi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu các loại biển báo. Biển báo thứ nhất, hình tròn nền màu xanh, hình vẽ màu trắng, đây là biển hiệu lệnh. Còn hình tròn viền đỏ nền màu trắng, hình vẽ màu đen, đây là biển báo cấm. Hình tam giác viền đỏ nền màu vàng, hình vẽ màu đen, đây là biển báo nguy hiểm. Chúng ta sẽ tìm loại ba biển báo thông dụng. Và bây giờ chúng ta sẽ nêu ý nghĩa của các biển báo giao thông sau đây. Hình tròn viền đỏ nền màu trắng, hình vẽ màu đen, các em nhìn vào thì các em biết đây là biển báo cấm, cấm xe xúc vật kéo. Thứ hai là hình tam giác viền đỏ nền màu vàng, hình vẽ màu đen, đây là biển báo nguy hiểm, đây là biển nguy hiểm giao nhau có tín hiệu đèn. Tiếp theo, hình tròn nền màu xanh, hình vẽ màu trắng, đây là biển hiệu lệnh là đường dành cho người đi bộ. Tiếp theo, ý nghĩa các loại biển báo giao thông. Rồi, cấm rẽ phải, cấm người đi bộ. Chúng ta vừa tìm hiểu các loại biển báo. Bây giờ, biển báo nào dưới đây cấm xe đạp? Các em nhìn vào, các em biết hình tròn viền đỏ nền màu trắng, hình vẽ màu đen, các em biết đây là biển báo cấm. Và trong hình vẽ màu đen, các em nhìn thử coi màu đen là hình gì. Nếu hình gì đó là cấm xe đạp thì các em nhìn vào hình chơi có hình xe đạp, đó là cấm xe đạp, đó là cục chơi. Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp các loại biển báo. Biển báo đường bộ gồm mấy nhóm, ý nghĩa của từng biển báo. Thì biển báo đường bộ chúng ta sẽ tìm hiểu là 3 nhóm. Ý nghĩa của từng biển báo, chúng ta sẽ tìm hiểu biển báo nguy hiểm, biển báo cấm và biển hiệu lệnh. Biển báo cấm, hình tròn nền màu trắng có viền đỏ, hình vẽ màu đen thể hiện điều cấm. Các em vừa xem hình ảnh rồi. Biển báo nguy hiểm là hình tam giác đều nền màu vàng có viền đỏ, hình vẽ màu đen thể hiện điều nguy hiểm cần đề phòng. Biển hiệu lệnh, hình tròn nền màu xanh, hình vẽ màu trắng nhằm báo hiệu điều phải thi hành. Đó, sau đây là các em xem một số hình ảnh, các em nhìn vào các em thấy hình tròn viền đỏ nền màu trắng, hình vẽ màu đen là các em biết biển báo cấm. Hình thứ nhất là đường cấm, hình thứ hai là cấm người đi bộ, hình 105 là cấm xe ô tô và mô tô, 104 cấm xe mô tô, 106A cấm ô tô tải, 106B cấm ô tô tải trên 25 tấn, 107 cấm xe ô tô khách và ô tô tải. Tiếp theo là một số hình ảnh biển báo cấm. Rồi, biển báo nguy hiểm. Biển báo nguy hiểm là hình tam giác đều viền đỏ nền màu vàng, hình vẽ màu đen. Hình 201A là chỗ ngoặt nguy hiểm vòng bên trái, 201B chỗ ngoặt nguy hiểm vòng bên phải, 202 nhiều chỗ ngoặt nguy hiểm liên tiếp, 203A đường hẹp nguy hiểm, 203B đường bị hẹp về phía trái, 203C đường bị hẹp về phía phải. Thường các em thấy là biển báo nguy hiểm là khi công trình thi công có để có biển báo là hình tam giác viền đỏ nền màu vàng, hình vẽ màu đen, rồi tới nữa là có biển chỉ dẫn hoặc biển phụ là giảm
tốc độ 5 km/h. Rồi, sau đây một số hình ảnh biển báo nguy hiểm. Rồi, tiếp theo là biển hiệu lệnh. Biển hiệu lệnh chứ biển báo nguy hiểm, biển báo cấm đó là hình tròn nền màu xanh, hình vẽ màu trắng, đó là biển hiệu lệnh. Thì biển hiệu lệnh hình 301A là hướng đi thẳng phải theo. 301B là báo hiệu chỉ đi bên phải. 301C báo hiệu chỉ đi bên trái. 301A E báo hiệu các xe chỉ được rẽ trái. 301F báo hiệu các xe chỉ được đi thẳng và rẽ phải. 301H báo hiệu các xe chỉ được đi thẳng và rẽ trái. Thường là biển hiệu lệnh sau biển báo cấm sẽ có biển hiệu lệnh chỉ dẫn các phương tiện giao thông phải đi theo biển hiệu lệnh. Rồi, số hình ảnh biển hiệu lệnh. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu biển chỉ dẫn. Biển chỉ dẫn là hình vuông hoặc hình chữ nhật, nền xanh lam, hình vẽ màu trắng, nhằm hướng dẫn điều có ích trong hành trình. Biển chỉ dẫn nó khác biển báo cấm và biển nguy hiểm, đó là hình vuông hoặc hình chữ nhật, nền màu xanh, hình vẽ màu trắng. Rồi hình thứ nhất là đường đi bộ, chỉ dẫn là đây đường đi bộ. Thứ hai là chỗ quay xe. Thứ ba là hướng đi theo vạch kẻ đường. Thứ tư là nơi đổ xe, nơi đổ xe. Năm là bến xe buýt. Tư là chợ. Rồi đây là số biển chỉ dẫn. Rồi biển phụ. Biển phụ là để thuyết minh bổ sung các loại biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển hiệu lệnh và biển chỉ dẫn. Thường biển phụ là để dưới biển báo cấm, biển báo nguy hiểm và biển hiệu lệnh. Sau đây các em xem một số hình ảnh về biển phụ. Đó, biển phụ đặt dưới biển báo cấm. Đây, biển phụ lúc nào cũng đặt dưới biển báo cấm, biển báo hiệu lệnh và biển chỉ dẫn. Rồi sau đây các em xem một số hình ảnh vi phạm trật tự an toàn giao thông. Thứ nhất, chạy xe quá tốc độ, chở quá số người quy định, nghe điện thoại. Rồi, phương tiện đi ngược chiều quy định. Dừng đổ xe không đúng nơi quy định. Họp chợ dưới lòng đường. Dẫn đến một số tai nạn giao thông. Rồi, cho cô biết nêu nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông. Làm thế nào để tránh được tai nạn giao thông, đảm bảo an toàn khi đi đường? Thì nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông có rất nhiều nguyên nhân, như là uống rượu bia trong khi điều khiển phương tiện giao thông, thiếu hiểu biết về luật giao thông đường bộ, ý thức chấp hành luật giao thông kém. Để tránh được tai nạn giao thông, đảm bảo an toàn khi đi đường thì chúng ta phải nhớ và tuyệt đối chấp hành các quy định về đi đường, hệ thống báo hiệu, hiệu giao thông, tín hiệu đèn giao thông. Khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy phải luôn đội mũ bảo hiểm để giảm thiểu thương tích nếu không may xảy ra tai nạn. Và bên cạnh đó là chúng ta cần tích cực tìm hiểu và tham gia tuyên truyền, động viên gia đình, người thân và bạn bè nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường bộ và các quy định nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Thì chúng ta vừa tìm hiểu là tín hiệu đèn, rồi các biển báo, rồi hiệu lệnh người điều khiển. Vậy những nơi vừa có đèn tín hiệu hoặc biển báo giao thông, vừa có người điều khiển giao thông, thì người và phương tiện tham gia giao thông ông phải chấp hành hiệu lệnh nào? Là chúng ta phải chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, bởi vì trong nhiều trường hợp tín hiệu đèn và biển báo giao thông không phát huy được vai trò của mình, lúc ấy chúng ta phải theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông nhằm đảm bảo cho việc giao thông trở nên an toàn. Chẳng hạn như là trường hợp kẹt xe,
tắc đường, tai nạn, có xe ưu tiên tham gia nhân dân. Rồi sau đây các em xem một số hình ảnh. Chạy xe là quá tốc độ, rồi nhõng bánh đầu, rồi dẫn đến là tai nạn giao thông, rồi đe dọa tính mạng của con người. Để đảm bảo an toàn giao thông là trách nhiệm của ai? Vì sao chúng ta phải thực hiện trật tự an toàn giao thông? Thì qua hình ảnh chúng ta vừa xem thì chúng ta thấy để đảm bảo an toàn giao thông là trách nhiệm của tất cả mọi người. Và vì sao chúng ta phải thực hiện an toàn giao thông, thực hiện trật tự an toàn giao thông để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra, ảnh hưởng cho người khác, rồi làm thiệt hại về tài sản, rồi sức khỏe, tính mạng con người, rồi làm cho giao thông bị ùn tắc, dẫn đến là chậm trễ mọi hoạt động phát triển kinh tế. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào ý nghĩa của việc thực hiện trật tự an toàn giao thông. Ý nghĩa của việc thực hiện trật tự an toàn giao thông đó là đảm bảo an toàn giao thông cho mình và cho mọi người, tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra, gây hậu quả đau lòng cho bản thân và mọi người, bảo đảm cho giao thông được thông suốt, tránh ùn tắc, gây khó khăn trong giao thông, ảnh hưởng đến mọi hoạt động của xã hội. Đó là ý nghĩa của thực hiện trật tự an toàn giao thông. Sau đây một số hình ảnh các em xem. Qua bức tranh các em xem hình ảnh nào là vi phạm trật tự an toàn giao thông. Các em thấy hình ảnh vi phạm trật tự an toàn giao thông đó là hình ảnh thứ nhất. Em học sinh băng qua đường không theo biển hiệu lệnh hoặc là biển chỉ dẫn cho người đi bộ phải qua đường. Rồi hình thứ hai đó là đi xe vượt đèn đỏ. Đèn đỏ dừng lại mọi người. Được dừng lại mà người xe đạp này băng qua đường, đó là vi phạm trật tự an toàn giao thông. Rồi, thứ hai, em nhìn bên đây là biển báo cấm, là đường cấm, nhưng mà người xe đạp vẫn chạy, đó là vi phạm trật tự an toàn giao thông. Rồi, vậy nhận xét những hành vi sau: đi xe vượt đèn đỏ, đi vào đường cấm, đi vào phần đường dành cho người đi bộ. Thì chúng ta thấy những hành vi đi xe vượt đèn đỏ, đi vào đường cấm, đi vào phần đường dành cho người đi bộ thì rất là nguy hiểm, dẫn đến tai nạn giao thông. Đồng thời những vi phạm trật tự an toàn giao thông sẽ bị cảnh sát giao thông xử phạt. Đó là chúng ta đã vi phạm thực hiện trật tự an toàn giao thông. Cho nên chúng ta vừa học rồi đó là học tìm hiểu các loại tín hiệu đèn, biển báo, rồi ý nghĩa. Cho nên là khi chúng ta đi đường thì chúng ta phải thực hiện đúng hệ thống báo hiệu giao thông, đó là chúng ta thực hiện theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, tín hiệu đèn giao thông, biển báo hiệu, vạch kẻ đường, cọc tiêu hoặc tường bảo vệ, hàng rào chắn. Rồi trả lời câu hỏi thứ nhất, hệ thống giao thông đường bộ gồm: A. Tín hiệu đèn, biển báo hiệu, hiệu lệnh người điều khiển, vạch kẻ đường. B. Vạch kẻ đường, cọc tiêu, rào chắn, tường bảo vệ, biển báo, hiệu lệnh người điều khiển. C. Tường bảo vệ, hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, tín hiệu đèn, hàng rào chắn. D. Hiệu lệnh người điều khiển, tín hiệu đèn, biển báo, vạch kẻ đường, cọc tiêu, tường bảo vệ, hàng rào chắn. Thì câu trả lời đúng nhất đó là câu D. Rồi câu hỏi tiếp theo, để đảm bảo an toàn giao thông đường bộ thì chúng ta cần: A. Sửa chữa làm đường. B. Hạn chế lưu thông. C. Tăng cường xử phạt. D. Tuyệt đối chấp hành luật giao thông. Thì đảm bảo an toàn giao thông thì chúng ta phải tuyệt đối chấp hành luật giao thông, đó là câu D. Rồi chúng ta đã học xong chủ đề, bây giờ chúng ta về nhà. Các em về nhà, các em học bài và xem lại các bài đã học, bài 13, bài 14, tuần 26, tiết 26 chúng ta vào học. Chúng ta sẽ ôn lại kiến thức đã học qua mạng, đồng thời là các em chuẩn bị tiếp bài 15, viền và nghĩa vụ học tập. Chúc các em học tập tốt.